Đây là chương trình phát thanh Tin Lành, tiếng nói của chân lý, bình an và hy vọng, nhằm mục đích giới thiệu đời sống tươi mới và hạnh phúc trong cứu Chúa Giêsu, được phát sóng hàng tuần trên hệ thống mạng lưới toàn cầu. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện hàng tuần xin có lời chào thăm trân trọng đến quý vị. Chúng ta đang ở trong thời điểm mà thể theo lịch sử thì Chúa Giêsu đang tiếp tục thực hiện và hoàn tất những công việc của Ngài trên đất này. Ngài đã sử dụng con lừa con và con lừa cái cho mục đích cao quý của Ngài. Rồi Chúa Giêsu cũng dành thời giờ để đến thăm những người bạn của Ngài tại làng nhỏ Bethany. Và đặc biệt là Ngài đã dọn sạch đền thánh, nơi mà Ngài thường gọi là nhà của những người cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả đón nghe sứ điệp phúc âm qua câu chuyện Chúa Giêsu đã cởi lừa con đi vào thành thánh Jerusalem. Thế nhưng trước hết, kính mời quý vị đón nghe câu chuyện gia đình qua đề tài Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21 của tác giả Minh Nguyên do Tiểu Anh phụ trách. Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21, 7 năm. Trong ngày Valentine's vừa qua, chúng tôi phải chào vĩnh biệt một chị em rất yêu quý trong đại gia đình của Chúa. Bà là vợ của một mục sư. Ông bà mục sư được Chúa ban cho một hôn nhân bền vững suốt hơn 56 năm. Được sống trong một hôn nhân hạnh phúc hơn nửa thế kỷ là một ơn phước đặc biệt và hiếm có. Nhưng với những vợ chồng yêu thương nhau, dù được sống với nhau bao nhiêu năm, vẫn thấy hôn nhân của mình quá ngắn. Và khi một người ra đi, người ở lại phải đối diện với nỗi buồn đau thật to lớn và sâu đậm, không thể mô tả được. Hôn nhân của quý vị đã được bao nhiêu năm tháng? Quý vị có đang vui hưởng hôn nhân mình có và mong muốn được thêm nhiều năm tháng bên nhau? Hay quý vị đang mong được thoát ra khỏi hôn nhân đó? Trong định chế hôn nhân mà Đức Trời thiết lập cho con người, không có chữ ly dị. Chúa phán, chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 7, câu 31. Chúa Giê-xu cũng dạy, loài người không nên phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã kết hợp. Ma-thi-ơ chương 19, câu 6. Khi thiết lập hôn nhân, Đức Chúa Trời muốn vợ chồng sống bên cạnh nhau, đi chung đường đời với nhau suốt cả cuộc đời. Và để giúp con người có một hôn nhân hạnh phúc suốt đời, Chúa ban cho chúng ta những nguyên tắc trong Kinh Thánh. Mà nếu áp dụng, chúng ta sẽ thật sự kinh nghiệm hạnh phúc trong hôn nhân. Những nguyên tắc Kinh Thánh dạy mà chúng ta cần áp dụng trong xã hội văn minh máy móc ngày nay gồm những điều sau. Thứ nhất, không ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi riêng. Thứ hai, dứt khoát với những thói quen, những ràng buộc của đời sống độc thân. Thứ ba, vợ chồng trò chuyện với nhau thường xuyên. Thứ tư, cư xử khôn ngoan để những khác biệt và bất đồng ý kiến sẽ củng cố tình yêu vợ chồng. Thứ năm, cẩn thận về tài chính để không bị nợ nần. Thứ sáu, giúp nhau tránh cám dỗ tình dục. Thứ bảy, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của nhau. Thứ tám, chăm sóc cho tình yêu luôn được tươi mới. Thứ chín, khi gặp khó khăn không bỏ cuộc. Thứ mười, quyết tâm xây dựng hôn nhân bền vững cho đến cuối cuộc đời. Điều đầu tiên chúng ta cần tránh cho hôn nhân là ích kỷ, chỉ nghĩ đến nhu cầu và phúc lợi của riêng mình. Cô dâu chú rể nào cũng bước vào hôn nhân với nhiều điều trông mong ở nhau. Những trông mong này thường giữ trong tâm trí, chứ ít khi bày tỏ ra, ít vợ chồng nào nói lên điều mình trông mong ở nhau.
Một mục sư nọ nói rằng, mỗi khi làm đám cưới cho đôi tân hôn, ông luôn nhìn thấy trong ánh mắt cô dâu chú rể những điều hai người trông mong ở nhau. Khi nhìn nhau với ánh mắt vui tươi, sáng ngời trong ngày cưới, cô dâu chú rể hầu như nói rằng, tôi đã tìm được người đem lại hạnh phúc cho đời tôi. Hoặc nói, đây là người sẽ đáp ứng mọi nhu cầu cho tôi. Dĩ nhiên, khi bước vào hôn nhân, ai cũng có những mơ ước tốt đẹp. Đây là điều tốt, cần có. Nhưng chúng ta phải nói cho nhau biết điều mình mong ước trong đời sống chung. Chúng ta thường nhìn vào hôn nhân của cha mẹ, của những vợ chồng chung quanh mình, hay những người chúng ta thấy trên TV, trong tiểu thuyết, và nghĩ rằng hôn nhân của mình phải giống như những vợ chồng đó. Nếu chúng ta dựa vào những gia đình đó để biết mình nên trông mong hay mơ ước điều gì cho hôn nhân của chính mình, chúng ta sẽ thất vọng hoặc có thể thất bại nữa. Nếu trong thời gian qua chúng ta đã vấp pháp, đã lỡ ích kỷ trong cách cư xử với người phối ngẫu, khiến tình yêu vợ chồng phai nhạt, hay hầu như tình yêu đã chết, chúng ta cần làm gì để cải thiện hay phục hồi hôn nhân của mình? Để vợ chồng không ích kỷ nữa, nhưng quan tâm đến niềm vui và phúc lợi của nhau, chúng ta cần suy nghĩ đến một từ rất quan trọng trong mối quan hệ với người phối ngẫu. Từ đó là tình yêu. Dù ngày nay nhiều người đã làm lệch lạc ý nghĩa đích thực của hai chữ tình yêu và lợi dụng tình yêu để làm những điều tội lỗi, chúng ta vẫn cần sống với nhau bằng tình yêu. Tình yêu như Kinh Thánh dạy. Vợ chồng phải có tình yêu mới gắn bó với nhau suốt đời và mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Có những vợ chồng sống với nhau 5, 10 năm hay 20 năm, bỗng nhiên thấy mình không còn cảm xúc gì đối với nhau, không còn rung động, cũng không còn yêu nhau như lúc ban đầu. Điều này sở dĩ xảy ra là vì vợ chồng không chăm sóc, không nuôi dưỡng cho tình yêu luôn được nồng thắm. Có những vợ chồng sau một thời gian chung sống chỉ còn nghĩa vợ chồng, chứ tình yêu hầu như đã chết. Đây là điều thật đáng buồn. Chúa dạy chúng ta phải yêu nhau như Chúa đã yêu. Tình yêu của Chúa là tình yêu không thay đổi, không điều kiện và không phai tàn. Kinh Thánh mô tả tình yêu của Chúa cứ thế như sau. Ngài đã yêu người thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Răng chương 3, câu 2 phần B. Ngoài tình yêu lãng mạn giữa vợ chồng, chúng ta cần yêu nhau bằng tình yêu của Chúa, là tình yêu vị tha, hy sinh và không phai tàn, không thay đổi. Sứ đồ Phaolô dạy rằng, tình yêu thật chẳng hề hư mất bao giờ, nghĩa là không bao giờ phai nhạt, không bao giờ chấm dứt. Các nhà khải đạo hôn nhân cho biết, câu mà các đôi vợ chồng được tâm vấn thường hỏi là, chúng tôi phải làm gì để tìm lại tình yêu của buổi bắt đầu? Thật ra, giữ cho tình cảm vợ chồng được đậm đà thắm thiết như lúc mới yêu nhau không phải là dễ. Những bận rộn của công việc, với con cái, với những trách nhiệm khác nhau trong đời sống, dễ dàng cướp đi tình cảm vợ chồng dành cho nhau. Không những thế, những đụng chạm, buồn phiền giữa vợ chồng cũng khiến cho tình yêu bị tổn thương, sứt mẻ và dần dần phai nhạt. Khi tình yêu đã phai nhạt hay đã chết, chúng ta vẫn có thể khơi lại tình yêu đó nếu cả hai quyết tâm giúp nhau. Vợ chồng vẫn có thể giúp cho tình yêu ban đầu được sống lại. Ba điều chúng ta cần làm để tình cảm vợ chồng không phai nhạt là: thứ nhất, quan tâm đến tình cảm vợ chồng. Thứ hai, làm chủ lý trí, không sống theo cảm xúc.
Thứ ba, nhất quyết đi chọn con đường hôn nhân mình đã bước vào. Thứ nhất, quan tâm đến tình cảm vợ chồng. Là người có gia đình, chúng ta cần đặt tình cảm vợ chồng với ưu tiên hàng đầu trong đời sống. Chúng ta dành thời giờ cho nhau, chăm sóc nhau. Chồng yêu thương chiều chuộng vợ, vợ tôn trọng, tôn kính chồng. Vợ xem chồng là người mình trân quý nhất trong đời. Và chồng cũng trân quý vợ hơn bạn bè, con cái, công việc. Thứ hai, làm chủ lý trí, không sống theo cảm xúc. Nói như thế có nghĩa là dù không còn cảm thấy yêu hay không còn rung động như ngày mới yêu, mới cưới, chúng ta không tập trung vào cảm xúc đó, nhưng tập trung vào ý chí, tức là quyết tâm làm điều mình cần làm và phải làm trong bổn phận người vợ, người chồng. Vì biết điều đó sẽ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người phối ngẫu, sẽ làm tươi mới tình cảm vợ chồng. Lời Chúa có những mạng lệnh bảo chúng ta làm những điều lý trí biết là cần phải làm, chứ không dựa vào cảm xúc. Chẳng hạn, Chúa bảo chúng ta hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho người bách hại mình. Đây là điều phải làm chủ lý trí, chúng ta mới thực hành được. Tương tự như vậy, Chúa muốn các ông yêu người vợ khó yêu, khó chiều, và Chúa cũng muốn các bà vâng phục người chồng nghiêm khắc, khó tính. Thứ ba, quyết tâm đi chọn con đường mình đã bước vào. Chúng ta đã chọn bước vào hôn nhân với người mình yêu, hãy tiếp tục hành trình đó cho đến cuối cùng. Khi cả hai vợ chồng quyết tâm giữ vẹn lời hứa nguyện đã trao đổi trước mặt Chúa, Ngài sẽ ban phước và sẽ giúp chúng ta có đủ ơn sức, có lòng kiên trì để làm trọn lời hứa nguyện. Khi chúng ta quyết tâm vâng lời Chúa, thực hành đúng lời Chúa dạy, dù hoàn cảnh khó hay nhiều thách thức đến đâu, Ngài sẽ đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc bình an mà chúng ta không ngờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chủ đề về gia đình với tiểu đề Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21 bài 5 xin chấm dứt nơi đây. Trân trọng kính mời quý vị nhớ đón nghe tiếp Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21 bài 6 trong kỳ phát thanh tới. Thân ái xin kính chào toàn thể quý vị. Xin lộ, sau khi nghiên cứu thái độ của các bà mẹ Hoa Kỳ đối với con cái và công việc làm ăn cũng như việc dọn dẹp nhà cửa, một báo cáo của trường đại học Mary Washington có kết luận rằng các bà mẹ không cần phải có mặc cảm tội lỗi khi nhà cửa các bà có vẻ bê bối, vì rất có thể tình trạng bê bối đó lại là triệu chứng của cố gắng lo dạy dỗ con cái của các bà. Phụ nữ Hoa Kỳ là những người để rất nhiều thì giờ kỳ cọ sàn nhà, hút bụi mấy tấm thảm, lau chùi cửa sổ. Khi nghe lời kết luận này, chắc chắn phải ngạc nhiên không ít. Vì ở Hoa Kỳ, chẳng những người ta nghĩ như người Việt Nam, nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon, mà còn có nhiều người còn coi việc giữ nhà cho sạch sẽ quan trọng hơn tâm hồn lành mạnh nữa. Nhưng cuộc khảo cứu của Viện Đại học Mary Washington đã cho thấy rằng một số các bà nội trợ giữ nhà cửa sạch sẽ lại là những người thiếu sót bổn phận làm mẹ hơn cả. Vì họ để nhiều thì giờ vào việc lau chùi kỳ cọ nhà cửa, thì còn thì giờ đâu để lo cho con cái nữa. Để kết thúc lời kết luận, bản báo cáo của nhà trường Đại học Mary Washington viết rằng các bà có thể nhìn nhà cửa bê bối mà không cần phải có mặc cảm. Và dù cho các bà gia các bà có tỏ thái độ bất mãn, các bà chỉ cần dẫn mấy đứa con hồng hào mạnh khỏe ra là đủ rồi. Người Việt Nam chúng ta
không cần ai nhắc nhở thách thức, cũng đã biết rằng việc dạy dỗ con cái là quan trọng hơn nhà cửa, có khi còn quan trọng hơn sở thích cá nhân. Vì có nhiều bậc cha mẹ Việt Nam đã hy sinh tất cả cho con cái, thật đáng cho mọi người khâm phục. Nhưng lo cho con cái là thế nào? Có phải chỉ lo cho chúng đủ ăn, đủ mặc, cho chúng học hết trung học, rồi lên đại học, để sau này chúng có công việc làm ăn với số lương bảo đảm, một cuộc sống sung túc không? Kinh Thánh dạy rằng, hãy dạy trẻ thơ con đường chúng phải theo, để khi trở về già, chúng cũng không lìa khỏi đường ấy. Và có con đường coi dường như chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng đường ấy là hư mất hay là tử lộ, tức là đường dẫn đến chỗ chết. Chúng ta có hai từ Hán Việt đầy ý nghĩa, đó là sinh lộ và tử lộ. Sinh lộ là đường dẫn đến chỗ sống, tử lộ là đường dẫn đến chỗ chết. Hai câu Kinh Thánh chúng ta vừa nghe cho chúng ta thấy cả sinh lộ và tử lộ. Nhưng đâu là sinh lộ, đâu là đường sống cho chúng ta và cho con em chúng ta? Chúa cứu thế là Đức Chúa Trời ngôi hai phán rằng, ta là con đường, chân lý và nguồn sống. Nếu không nhờ ta, không ai được đến với Đức Chúa Trời. Chúa cứu thế Giê-xu vừa là con đường, vừa là chân lý và nguồn sống. Tức là chính Chúa là sinh lộ độc nhất dẫn đến Đức Chúa Trời. Lời tuyên bố của Chúa cứu thế Giê-xu hết sức quan trọng vì hai lý do. Lý do thứ nhất là câu đó dứt khoát trình bày với nhân loại. Nếu Chúa cứu thế không phải là con đường chân lý và nguồn sống như lời Ngài phán, thì Ngài là một người nói không đúng sự thật và không đáng cho chúng ta tín nhiệm. Nhưng không một ai, kể cả những người thù nghịch, chống đối Chúa, chẳng hề nói Chúa nói dối. Lời Ngài tuyên bố là lời trung thực, vì chính Ngài là con đường, chân lý và nguồn sống, là sinh lộ cho những bậc làm cha mẹ đang tìm con đường sống để đi và để hướng dẫn con cái mình đi theo đường sống ấy. Lý do thứ hai là trong trần gian có rất nhiều con đường, nhưng không có con đường nào dẫn đến Đức Chúa Trời cả. Nói cách khác, có nhiều lý thuyết tôn giáo của loài người có vẻ đúng, nhưng cuối cùng chỉ là tử lộ, như lời Thánh Kinh chúng ta đã nghe. Có con đường coi dường như chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng đường ấy là tử lộ. Hãy dạy trẻ thơ con đường chúng phải theo, để khi trở về già chúng không lìa khỏi đường ấy. Việc dạy dỗ hướng dẫn trẻ thơ đi theo sinh lộ đòi hỏi hai điều kiện là kinh nghiệm và giới thiệu. Muốn dạy trẻ thơ đi theo sinh lộ, bậc làm cha mẹ phải đi theo sinh lộ trước, chứ không thể nào mình đi con đường khác mà ra lệnh cho con cái mình đi theo sinh lộ. Vì con cái sẽ không làm theo lời cha mẹ nói, mà làm theo gương cha mẹ làm. Một khi chính mình đã đi theo sinh lộ, cha mẹ cũng chỉ có thể giới thiệu Chúa Cứu Thế Giê-xu cho con cái, chứ không thể ép buộc. Vì theo Thánh Kinh, mỗi cá nhân phải tự mình thú nhận tội lỗi với Đức Chúa Trời và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính mời quý vị đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu là sinh lộ, là con đường sống dẫn đến Đức Chúa Trời, đến thiên đàng đời đời và đến một cuộc sống bình an, hạnh phúc trong đời này. Rồi sau đó, quý vị giới thiệu Chúa Cứu Thế cho con cái mình. Theo lịch sử thì Thánh Kinh tường thuật rằng đây là tuần lễ cuối của Chúa Giê-xu
trong chức vụ trên đất này. Ấy là Ngài muốn trở lại đền thờ Jerusalem, nơi mà Kinh Thánh gọi là Thành Thánh, để thanh tẩy đền thờ. Và sau đó Ngài đến thăm một gia đình mà trước đó Ngài đã có cơ hội thi thố công việc quyền năng của Ngài trên sự chết của một người tên là Lazarơ, chữa bệnh phung cho Simon. Và tại đây Ngài đã được tôn quý như một vị vua trong lòng của những người này qua sự sức dầu tại làng Bethany. Tuy nhiên, để thực hiện những sự kiện này thì trước hết Chúa Giêsu cần một phương tiện. Matthew đoạn 21 từ câu 1 cho đến câu 11 chép rằng: vừa khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ Ngài đến gần thành Jerusalem và đã tới thành Bê-pha-dê bên núi Olive rồi, thì Ngài sai hai môn đồ mà phán rằng: hãy đi đến làng trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Và điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng: hãy nói với các con gái thành Si-ôn rằng: này, vua các ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cởi lừa, và lừa con là con của lừa cái mang ích. Hai môn đồ bèn đi và làm y theo lời Đức Chúa Giêsu đã dạy. Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa và nâng Ngài cởi lên. Bây giờ phần nhiều trong đám đông trải áo mình trên đường, cái khác thì chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Đoàn dông đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hosanna con vua David, đáng ngợi khen cho đấng nhân dân Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Khi Ngài đã vào thành Jerusalem thì cả thành đều xôn xao, nói rằng: người này là ai? Chúng trả lời rằng: ấy là đấng tiên tri Giêsu ở thành Nazareth, xứ Galilee. Kính thưa quý vị thính giả, xuyên qua lịch sử của Thánh Kinh thì chúng ta thấy nhiều lần lặp lại rằng khi Đức Chúa Trời Ngài muốn thực hiện một công việc lớn của Ngài thì Ngài bắt đầu bằng những phương tiện nhỏ. Chúa Giêsu cần đến con lừa, đây là việc trọng yếu nhưng không dễ. Trọng yếu vì Chúa Giêsu muốn lời của Thánh Kinh được ứng nghiệm trên đời sống của Ngài. Ngài cởi một con lừa để lời Chúa được ứng nghiệm rằng vua sẽ đến cởi trên con lừa con là con của lừa cái. Thêm một lần nữa, qua sự kiện này, chúng ta có thể khẳng định rằng cuộc đời chức vụ của Chúa Giêsu hoàn toàn đi đôi và thể theo lời của Đức Chúa Trời đã cày các đấng tiên tri ghi lại trong Thánh Kinh. Ấy là để lời của Chúa được ứng nghiệm, để lời của đấng tiên tri được ứng nghiệm. Sở dĩ Ngài cố ý làm điều này bởi vì hai lý do như sau. Thứ nhất, để chứng tỏ rằng lời của Đức Chúa Trời là lời của đấng toàn năng và đấng toàn tri. Thứ hai, Ngài chính là đấng mà Đức Chúa Trời đã nói trước trong cả lịch sử của Thánh Kinh. Thưa quý vị, không phải lời Đức Chúa Trời chỉ dành riêng cho cuộc đời Chúa Giêsu mà thôi, nhưng lời Đức Chúa Trời cũng biệt riêng cho tất cả mọi người nào thuộc về Chúa. Chúng tôi có ý muốn nói này, những người đã dâng cuộc đời mình cho Chúa bằng cách tin nhận Ngài và vâng theo lời của Ngài. Theo lời của Thánh Kinh đã xác nhận rằng chính lời Chúa đã sinh chúng ta ra. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân của chúng ta để chúng ta có thể đi trong đường lối của Ngài. Lời Chúa là diện mối cho mọi sinh hoạt đời sống của chúng ta. Lời Chúa làm cho chúng ta được thay đổi cuộc đời hay là nên thắng cuộc đời của chúng ta. Và lời Chúa là sự hy vọng hàng ngày cho chúng ta, chẳng những trong đời này mà cả vào trong cõi đời đời nữa. Hãy làm và sống để lời Đức Chúa Trời là những lời hứa của Ngài được ứng nghiệm cho những người nào vâng theo lời của Ngài. Người bằng lòng nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình thì làm cho lời Đức Chúa Trời được ứng nghiệm, ấy là người đó được sự sống đời đời, bởi vì Kinh Thánh xác nhận rằng ai tin Ngài thì được sự sống đời đời. Người ưu tiên cho Chúa thì được Chúa ban cho những nhu cầu trong đời sống hàng ngày của mình, bởi vì lời Chúa nói rằng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều khác nữa. Một người ở trong lời Chúa và vâng lời Chúa
thì làm cho lời Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Ngài nói rằng, nếu các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi, thì hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Một người trung tín dâng phần mười cho Chúa, thì người ấy đang làm cho lời Đức Chúa Trời được ứng nghiệm rằng, hãy đem phần mười vào kho ta và làm cho nhà ta đầy đủ và khá lấy điều này để thử ta. Ấy là xem ta có mở các cửa sổ trên trời để đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chằng. Vậy, hãy sống thế nào để lời của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm trên đời sống hàng ngày của chúng ta? Ai làm được điều đó, thì người đó nhận được phần thưởng lớn nhất của Đức Chúa Trời ở trên đất này và trong cõi đời đời nữa. Thứ hai, không dễ bởi vì hai con lừa đang bị cột trói bởi chủ của nó. Ấy là lý do mà Chúa Giê-xu đã sai hai môn đệ đến để nói với chủ rằng Chúa cần dùng chúng nó. Kính thưa quý vị, Thánh Kinh đã xác định rằng cả nhân loại này đang thuộc về một ông chủ và ông chủ ấy đang trói buộc mọi người để thực hiện những công việc theo ý của chủ ấy. Ấy là lý do mà chúng ta không thể thực hiện những điều thiện lành theo lòng ước muốn của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm một cách đầy đủ khi ông nói trong Roma đoạn 7 từ câu 21 như thế này: Vậy tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp của Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong thi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể của tôi vậy. Và ở trong câu 18, ông cũng nói rằng, vả tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn, vì tôi không làm được điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Và kính thưa quý vị, đây là lời giải thích rõ ràng nhất qua những công việc hàng ngày xảy ra quanh ta về những sự hối hận muộn màng và sau đó đã làm cho cuộc đời đã mất đi hạnh phúc và đem lại sự đổ vỡ trong đời sống của nhiều người. Người ta đang bị trói buộc bởi một sự thôi thúc vô hình trong đời sống của người ấy mà tác giả không ai khác hơn chính là ma quỷ. Nhưng lời Chúa hôm nay không đem lại cho chúng ta một sự tuyệt vọng, bởi vì Chúa Giê-xu luôn luôn muốn tìm kiếm một giải pháp để cởi bỏ sự trói buộc của người ấy để sử dụng cuộc đời của chúng ta. Chúa nói với các môn đệ rằng, Chúa cần dùng các con lừa như thế nào, thì cuộc đời chúng ta càng giá trị và quý trọng trước mặt Ngài dường bao, cho nên Ngài vẫn luôn tìm kiếm và Ngài nói rằng Ngài muốn dùng chúng ta. Thánh Kinh đã tường thuật các chi tiết rằng khi các môn đệ đến nói với chủ của lừa rằng Chúa cần dùng các lừa đó thì chủ liền để cho lừa đó ra đi. Thưa quý vị, danh Chúa quyền năng và quan trọng đến nỗi Thánh Kinh nói rằng ai kêu cầu danh Chúa thì người đó được cứu. Thánh Kinh ghi lại rằng trong thời tiên tri Eli thì những người tin theo thần Ba-anh đã ra sức kêu cầu trên núi Cạc-bên nhưng không điều gì xảy ra cho họ cả. Sau đó, tiên tri Eli đã kêu cầu danh của Chúa, thì lửa từ trên trời đã giáng xuống và thiêu đốt của lễ, đến nỗi những người tham dự đã đồng thanh nói rằng, trên đời này chỉ có Jehovah là Đức Chúa Trời mà thôi. Kính thưa quý vị, trước những nhu cầu lớn và khó trước mặt, quý vị có bao giờ kêu cầu đến danh Chúa chưa? Nếu chưa, đừng bỏ qua cơ hội quý báu và phước hạnh này. Hãy bắt đầu kêu cầu danh Chúa, bởi vì Thánh Kinh đã hứa rằng ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Trở lại với Ma-thi-ơ đoạn thứ 21, thì khi Chúa cần đến cả hai con lừa, tức là con lừa cái và con lừa con. Việc này là quan trọng và cần yếu lắm, tuy nhiên Ngài phải chờ đợi, ấy là lừa cái và lừa con phải thoát khỏi chủ của mình và phải được cởi trói trước hết. Có một thế đó, Chúa luôn luôn cần đời sống của quý vị và tôi, nhưng trước hết, Ngài chờ đợi chúng ta phải thoát khỏi chủ cũ của mình và phải thoát khỏi sự ràng buộc của cuộc sống cũ, của những sự ham thích cũ, của sự đam mê cũ, của đời sống cũ và của những suy nghĩ cũ. Sự đòi hỏi này quan trọng và thiết yếu lắm, bởi vì Ngài đã từng phán rằng không ai có thể chứa rượu mới trong bình cũ được.
Hỡi những người có tâm trí và có lòng ước ao muốn theo Ngài, muốn hầu việc Ngài. Trước hết, hãy xác nhận chúng ta thuộc về Chúa mới là Chúa của mình. Đầu phục Ngài, mọi đường lối của chúng ta thuộc về Ngài. Và chúng ta phải kinh nghiệm một sự tự do bởi sự tha thứ của Chúa để Ngài đổi mới tâm trí chúng ta, đổi mới thái độ và đổi mới đường lối của chúng ta. Sau đó chúng ta mới có thể hầu việc Chúa kết quả được. Ấy là lý do mà tại sao có người sống thành công, có người khác lại không thành công trong sự tin kính và hầu việc Chúa của mình. Ngày xưa Chúa Giê-xu, Ngài cố ý muốn dùng lừa cái và lừa con để Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem thế nào, thì ngày hôm nay Ngài vẫn cần dùng những người phụ huynh, cả con cái của họ. Ngài cũng cần dùng những người lớn và những người trẻ. Chúa cũng đang cần dùng những người đang có kinh nghiệm và những người còn đang đơn sơ. Lừa con chuyên chở gánh nặng của Chúa trên thân của mình và có thể thực hiện hoàn thành công tác bởi vì có sự hỗ trợ của lừa mẹ bên cạnh. Một thể ấy, người hầu việc Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn cần được sự hỗ trợ, sự nâng đỡ, thông cảm và khích lệ của những người chung quanh. Quý vị đang hầu việc Chúa trực tiếp như con lừa con trong câu chuyện chăng? Hãy vui lòng mang gánh nặng Chúa giao, bởi vì Ngài cố ý muốn dùng quý vị. Quý vị đang hầu việc Chúa một cách gián tiếp như lừa cái chăng? Hãy khích lệ, nâng đỡ, động viên những người chung quanh đang hầu việc Chúa trong hội thánh của quý vị, chung quanh quý vị. Bởi vì thiết tưởng nếu không có quý vị, thì người khác khó chu toàn công việc Chúa giao cho họ. Đó là lý do mà Chúa phán rằng ta cần cả hai. Con lừa thiết tưởng nếu không muốn để cho Chúa dùng, không muốn mang gánh nặng của Chúa giao, thì sẽ được một ai đó giao cho một gánh nặng khác với một mục đích khác và với một mục tiêu khác. Bởi vì lừa sinh ra là để mang gánh nặng. Kinh Thánh đã khẳng định cho chúng ta rằng nếu chúng ta không muốn thuộc về Chúa thì chúng ta đang thuộc về ma quỷ. Nếu chúng ta không muốn được sự cứu rỗi của Chúa thì chúng ta đang ở trong số phận của sự chết đời đời. Nếu chúng ta không muốn sống cho Chúa thì chúng ta đang sống cho chính mình. Không có một giải pháp thứ hai. Lừa có Chúa thì mục tiêu của lừa ấy là thành thánh Jerusalem. Cuộc đời có Chúa thì mục đích và những ưu tiên của cuộc đời của họ ấy là làm sáng danh Chúa và giúp đỡ cho người khác tăng trưởng niềm tin. Dân chúng hôm đó chúc tán Chúa như một vị vua và lừa phương tiện của Chúa đang dùng cũng hưởng được sự vinh dự. Thật vậy kính thưa quý vị, không có thể làm gì hơn để chúng ta được Đức Chúa Trời tôn quý bằng sự hầu việc Chúa, bởi vì Chúa Giê-xu đã nói rằng ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Con lừa đã được thoát khỏi chủ cũ, bây giờ nó thuộc về chủ mới là Chúa Giê-xu. Con lừa được Ngài cởi trói và bây giờ nó trở nên phương tiện hữu dụng và được sự tôn vinh bởi sự hầu việc Ngài. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Chúa Trời vẫn đang muốn làm một việc lớn cho thế giới này bằng cách đi tìm kiếm những con người nhỏ như chúng ta. Hãy để Ngài sử dụng cuộc đời của chúng ta ngày trước của Ngài. Đã đang đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành do Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện hàng tuần. Và chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Cảm ơn trân trọng quý vị đã dành thời giờ đón nghe. Nếu quý vị đang cư ngụ tại thành phố Toronto và phụ cận, kính mời quý vị đến với Hội Thánh Tin Lành Ân Điển, tọa lạc tại số 311 Wilson Heights Boulevard, North York, để cùng thờ phượng Thiên Chúa và thông công với chúng tôi vào các chiều Chủ nhật lúc 3 giờ. Để biết thêm chi tiết, xin gọi điện thoại cho chúng tôi ở số 416-827-6251. Trân trọng kính chào tạm biệt.